Rồi thì sau khi mình cài được cái website xong tới đây đúng không, thì web demo của mình á, web demo của mình là nó như vậy đó, nó trắng vậy đó. Bây giờ từ web này á, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một website bán hàng. Website bán hàng thì mình lấy cái nội dung bên đây để mình làm. Mình có thể mình làm không giống lắm với website này, nhưng mà mình cố gắng mình sẽ làm lấy theo nội dung bán hàng này. Như là bên đây có hình ảnh sẵn, mình sẽ lấy những hình ảnh và những cái nội dung bên đây để mình làm cho nó biết cách làm. Đó, rồi sau này các bạn muốn làm riêng cho các bạn thì dựa theo những kiến thức các bạn học ở đây là các bạn sẽ làm riêng cho các bạn. Tôi sẽ hướng dẫn, trên đây mình lấy hình ảnh, trên đây có sẵn thì mình dễ làm hơn. Đó, đúng không? Rồi, đầu tiên thì tôi sẽ giải thích cho các bạn những cái mục quản lý mình sẽ đưa qua như thế nào để mình biết. Đầu tiên là mình sẽ học về cái cấu trúc nội dung của website để mình làm. Trước đầu tiên mới hiểu trước cái đã, hiểu cấu trúc nội dung của website nè. Đầu tiên thì website bán hàng đúng không? Thì đầu tiên đây là cái mục này nè. Mình thấy cái mục này ở đây là cái mục này gọi là mục menu. Nhưng menu của nó là menu vertical. Mục menu á thì nó quản được quản lý trong phần menu ở đây. Đó, menu đây. À. Rồi, mà để có được mục menu á thì đầu phải có các danh mục. Danh mục những cái bên này á là mình vô mình tích vô đây, trang tiêu tường. Vô mình tích vô trang tiêu tường đi. Đó. Thì nó sẽ liệt kê cho mình tất cả những cái sản phẩm thuộc chủng loại tranh treo tường, đúng không? Ví dụ đây, đó. Đây, đó là đây thuộc chủng loại tranh treo tường đây, dưới đây, rất là nhiều, đó, đúng không? Đó thì bây giờ là mình cũng muốn lít vô đây ra những chủng loại thuộc tranh treo tường, thì cái tranh treo tường ở đây người ta gọi đó là một cái category. Thì cái category này được quản lý đâu? Category này được quản lý ở trong cái phần sản phẩm ở danh mục. À, rồi tiếp theo ở đây nó sẽ có là tranh treo tường Phật giáo tĩnh lặng, tranh treo tường lá xanh 10, tranh treo tường 3D, tranh treo tường nhiệt, mỗi cái nó có giá cả hết. Thì mỗi cái này người ta gọi là sản phẩm, một cái này bao nhiêu tiền, cái này bao nhiêu tiền là mỗi này là cái sản phẩm. Thì cái sản phẩm nó được quản lý đâu? Cái sản phẩm đó bên mình sẽ được quản lý ở trong phần tất cả sản phẩm. Đó là bằng sản phẩm. Đó, mình biết, mình hiểu đi, rồi mình vô mình tạo nha. Rồi, cái tiếp theo, đây bên đây nó sẽ có một cái mục nữa là quay lại trang chủ. Tiếp theo ở đây nó sẽ có một cái mục nữa là đây như là mục lóc. Đây, lóc. Lóc này là mình coi nó quản lý như thế nào. Coi nó cấu trúc như thế nào, mình sẽ đưa qua cái bên mình cấu trúc như thế nào. Thì hệ thống bên mình là hệ thống có sẵn là một red. Hệ thống bên nó có thể là không phải một red, cũng có thể là một hệ thống biết bằng cái hệ thống quản lý hệ thống khác. Nhưng khi mình áp qua bên mình thì mình áp vô như thế nào thì tôi sẽ chỉ những cái mình áp vô. Thì bên đây sẽ có danh mục và topic này topic kia. Đó, thì mỗi cái này chính là một danh mục. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ví dụ là like, topic, chia sẻ, mẹo vặt. Thì bên đây là một cái danh mục, nhưng mà danh mục này nó phải trong một sản phẩm, danh mục bài viết. Đây, chuyên mục, nó gọi là chuyên mục. Đó, chuyên mục. Đây, chuyên mục, ứng qua đây. Đó, bên đây ứng qua đây là chuyên mục. Rồi trong đây nó có bài viết, bánh trung thu Kinh Đô giá nhiêu tiền, bánh trung thu Kinh Đô, cái này gọi là bài viết. Thì bài viết nằm trong tất cả bài viết. Đó. Vậy thì mình sẽ tạo cho nó là những cái danh mục này để mình thấy. Còn cái bài viết mình sẽ tạo sao? Đầu tiên phải có những cái danh mục trước. À, đó. Rồi cái thứ ba, cái là liên hệ. Liên hệ nè. Bấm như liên hệ ra gì đây? Hồi nãy bấm liên hệ qua Messenger thì tôi bỏ qua. Tôi sẽ bấm vào liên hệ nằm dưới này, dưới những trang này, giới thiệu đây, những trang này, chính sách nè, đây nè. Những cái trang này thì nó là trang, những cái trang này, 1, 2, 3, 4, đây. Mình có thể là làm bằng bài viết, cũng có thể làm bằng trang, hay cái nào, mấy cái này làm cách nào cũng được ha. Là cái này mình có thể làm bằng là tắt bài viết, cũng có thể làm bằng trang. Đó, cách nào cũng được, đó. Rồi, tiếp tục, còn gì nữa không? Hết. Có nhiều đó thôi. Vậy thì bây giờ mình sau khi mình phân tích xong rồi á,
phân tích web của người ta xong rồi, ứng với mình cái gì rồi, phân tích xong rồi thì mình mới bắt đầu mình làm. Thì đầu tiên mình phải làm trước cái danh mục, trước cái đã. Danh mục là mình sẽ làm danh mục sản phẩm hoặc là danh mục bài viết trước, cái nào trước cũng được. Thì đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo danh mục bài viết trước. Thì hồi nãy mình nói tôi muốn làm có những cái danh mục giống như cái web Lala này thì tôi phải tạo danh mục trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, danh mục này. Danh mục trước, đúng không? Bên đây nó không có chia là cha con. Thì mình ví dụ mình tôi làm khác đó, tôi muốn chia cha con. Ăn cho nó dễ. Thì chia cha con cũng được. Hoặc là chia cha con đi. Thì tôi sẽ làm chia cha con. Yeah. Thì bây giờ là tôi sẽ vô là bài viết chuyên mục ở đây. Để tôi tạo ra những cái bài viết của tôi. Những cái nào mà không phải của tôi á, những cái nào mà không cần thiết tôi xóa đi. Như anh Cattery này tôi xóa đi, xóa hết đi, chọn hết đi, tôi chừa lại. Nãy hôm qua vài bữa trước tôi tạo rồi nè, bây giờ tôi chừa lại, tôi xóa mấy cái mà không cần thiết tôi cho nó dễ, cho gọn ghẽ dễ nhìn nha. Tạm thời tôi xóa bớt. Còn hai cái này bữa tôi tạo nè, thì tôi sẽ tạo ra là cái topic là cái cha và con của nó là những cái mục còn lại nha. Tôi làm tôi xóa. Thì bây giờ là tôi sẽ ở đây tôi tạo tới đâu rồi? Tranh tiêu chia sẻ mèo vạc, tranh tiêu tường đúng không? Topic chia sẻ mèo vạc, tranh tiêu tường rồi. Đây là topic bánh trung thu, tích vô. Topic bánh trung thu copy, topic bánh trung thu copy. Rồi qua bên đây. Tên topic bánh trung thu, cha của nó là ai là topic. Làm tới thêm vô. Đó, mình thêm vô. Rồi tương tự vậy, thêm vô topic trang trí nhà. Ở đây copy cũng được thì mình phải phải lít vô ra trong mà mới copy. Topic trang trí nhà. Dán vô rồi chọn con của nó rồi dán qua vậy thôi. Rồi topic hoa sáp thơm. Sau khi mình học rồi mình thực hành theo cái mẫu của tôi. Nhưng sau đó khi về nhà mình sẽ lên cái sườn của mình trước là những cái này. Như mình làm web bất động sản thì mình có những cái topic gì. Còn rồi mình có những cái sản phẩm gì, danh mục gì. Đó mình sẽ là ha. Còn mình làm website bán hoa thì mình có những cái topic gì chứ không phải là giống như vậy, hiểu không? Thì mình phải lên những cái topic, những cái danh mục như vậy trước cho tôi đặng mình tạo vô rồi mình mới làm được nha. Nó là riêng của các bạn. Rồi các bạn thực hành thì các bạn cứ thực hành theo cái mẫu này, mình hiểu nó như thế nào cái đã. Rồi tôi rồi về nhà tôi thực hành vậy tôi hiểu nó rồi, bây giờ tôi sẽ lên cái kế hoạch của riêng tôi để tôi làm website. Thì mỗi bạn ở đây thì có một website riêng để mà là website cuối cùng của cái môn này nha. Thì tôi sẽ tạo một vài cái của bên bài viết thôi. Rồi tôi sẽ tạo tiếp bằng danh mục và sản phẩm ở đây. Thì tôi quay vô đây tôi tạo tiếp danh mục sản phẩm ha. Thì để tạo một sản phẩm thì sẽ vô phần sản phẩm và danh mục. Sản phẩm và danh mục. Thì danh mục ở đây có những cái danh mục có sẵn ở đây nè, nhiều lắm. Không, bây giờ mình sẽ xóa hết những danh mục có sẵn của đây, danh mục có sẵn demo thôi. Mình xóa hết để nó rộng rãi thoải mái, bấm vô tất cả ở đây. Bấm vô tất cả ở đây rồi, sau đó mình mới hành động nè, xóa nè. Xóa sạch luôn. Có cái mỗi dấu chấm hỏi này xóa không được thôi. Rồi khi xóa xong rồi mình sẽ tạo ha. Bây giờ qua đây. Qua đây, giờ đây là trên tranh treo tường. Không? Đầu tiên mình tạo là tranh treo tường. Ở đây có mấy mục này nha. Mình sẽ tạo là tranh treo tường. Tạo cha tranh treo tường. Rồi trong đây sẽ có là mình sẽ tạo một vài cái, không tạo hết đâu. Mình sẽ làm một vài cái cha này thôi. Như nhiêu đây mình tạo hết rồi mất thời gian của lớp lắm. Không, mình tạo tranh treo tường, trong đó tranh treo tường gì đó nha. Bánh trung thu, đây.
treo tường bánh trung thu các loại. Rồi bỏ qua đạo cha trước đi, rồi gì nữa, trang trí văn phòng. Rồi ví dụ tạo như đó hay là tạo thêm một cái con cho bạn coi như thế nào ha. Ví dụ trong đây tôi tạo thêm là bánh trung thu Phượng Cát và bánh trung thu Kinh Đô ha. Ví dụ tôi tạo con nè. Bánh trung thu. Cát nè, con của ai? Con của ai thì do con của là trung thu các loại. Đúng không? Rồi bánh trung thu Kinh Đô. Đó, con bánh thu các loại. Rồi mục nào nữa? Tôi tạo một vài mục thôi, giấy dán tường. Đồng hồ treo tường, đồng hồ dây treo, đồng hồ kim công. Dây treo, con của đồng hồ treo tường. Đồng hồ chim công, tôi tạo vài cái vậy cho các bạn ha. Con ai thì các bạn nhìn vô bạn hiểu cách tạo. Nhìn vô bạn hiểu cách tạo để các bạn làm thôi ha. Đó, tạo sơ sơ với các bạn nhé, nắm rồi. Đó là mình tạo, vừa tạo hai phần xong, vừa tạo hai phần xong. Rồi tiếp theo là tới phần trang, trang đúng không? Trang á thì mình sẽ tạo, nếu như trang á mình làm mấy cái trang, mấy cái này, nếu như trang mình đưa vô quản lý mấy cái chính sách này á thì mình làm luôn, còn không thì mình sẽ làm bằng bài viết nha. Giới thiệu về Lala Shop, chỉ đường đến Lala Shop, khách hàng đánh giá Lala Shop. Trang thì mình làm trang liên hệ với trang giới thiệu thôi. Trang thì tôi sẽ làm trang liên hệ với trang giới thiệu. Trang thì bên đây có rất là nhiều trang. Thì ở đây mình sẽ tạo, đầu tiên mình sẽ tạo là trang chủ mình có rồi ha. Trang chủ mình có rồi thì mình sửa lại cái trang chủ này thành trang chủ của mình ha. Trang chủ có rồi nè ha. Mình có thể tạo mới trang chủ cũng được, nhưng mà ở đây là tôi hướng dẫn các bạn sửa trang chủ đi, tạo mới cũng được, sửa trang chủ đi. Sửa nhanh nè, đi vô là trang chủ gì đó đi. Trang chủ là shop chẳng hạn, bỏ này đi, tạo đây đi ha, tạo trang chủ, trang chủ trang chủ cập nhật lại cho bạn. Trang chủ có rồi, tạo tiếp trang thứ hai là trang liên hệ. Trang thứ hai là trang liên hệ. Trang thứ hai chưa có trang liên hệ, có trang cửa hàng ở đây á, thì mình sẽ sửa nhanh lại thành trang trang cửa hàng, mình sửa nhanh lại là trang tất cả sản phẩm nha. Tất cả sản phẩm. Rồi mình đưa, hoặc là để từ sang sản phẩm cũng được. Đó. Rồi. Thêm trang nữa là trang liên hệ. Thêm một trang nữa, tạo Add New nè. Add New ở đây có nút thêm trang mới nè. Mình tạo thêm một trang liên hệ nữa. Giới thiệu thì mình sẽ dùng bay đi. Giới thiệu mình sẽ dùng bài viết đi. Đây mình tạo trang liên hệ. Bên đó nó không có trang liên hệ, nhưng mà đây mình sẽ làm trang liên hệ nha. Để cho full bay giùm tôi ha, để full bay. Rồi đang. Rồi tiếp theo thì ở đây nó có phần dưới đây nó có là chính sách nè. Mình sẽ tạo thêm một mục chính sách nữa. Lôi ra đây ha. Chính sách, chính sách, chính sách, chính sách ở đây. Rồi chính sách ở trả gì đó.
giới thiệu danh sách xong rồi là Lala Shop. Mình sẽ tạo một mục nữa, nãy mình tạo thiếu là chuyên mục rồi. Này nó đang xong rồi, chờ xíu, nó đang xong đi rồi. Rồi tiếp tục, bây giờ mình sẽ tạo tiếp bài viết, mình sẽ chuyên mục thôi. Mình tạo tiếp cái chuyên mục để quản lý cái phần, muốn quản lý mấy cái phần chính sách này nè, nó nằm ở đâu á, thì mới tạo một cái danh mục để bỏ vô, là danh mục bài viết, là danh mục chính sách. Còn đây cũng vậy, mình sẽ tạo một danh mục Lala Shop để mình bỏ những cái bài vô. Ở đây nãy mình chưa có làm, mình chưa có làm chuyên mục này, mình chưa có làm, bây giờ mình làm. Đây mình tạo thêm một bài chính sách nè, bỏ vô. Rồi Lala Shop. Lala Shop. Đó, bỏ vô nha. Đó là mình vừa tạo xong rồi ha. Đó là mình vừa tạo xong thôi, mới tạo xong rồi nhưng mà chưa có đưa ra ngoài đâu. Tạo xong nhưng mà ra ngoài chưa có gì hết, ở ngoài không có, mới vừa tạo xong, nghĩa là cái này gọi là master data, là nghĩa là chưa đưa ra ngoài. Rồi tiếp theo mình sẽ đưa ra ngoài dưới dạng là menu nha, đưa ra ngoài dưới dạng menu. Giờ xong review lên không thấy, chỉ thấy trong phòng quản trị thôi. Còn ngoài đây là chưa có, tại mình chưa kêu nó ra ngoài, nghĩa là mới tạo trong rồi. Mình muốn mình đưa ra ngoài thì phải làm một bước tiếp theo nữa mới được. Bước này chỉ là mới là tạo thôi, chung chưa có. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn là mình sẽ tạo menu và gọi ra ngoài, đưa vô vị trí nào ha. Bây giờ mình tạo trước đi nha. Ở video ở đây là mình dừng lại video đây, mình sẽ tạo được là danh mục sản phẩm, danh mục bài viết, các trang, những cái phần mà nội dung mình quản lý vô đâu mình sẽ nhóm lại theo từng nhóm để cho có logic để mình quản lý cho dễ đó ha. Rồi dừng video đây nha, tiếp theo mình mới làm